Nói đến Ngô Hoàng Diệu Hương thì ít người biết đến đó là ai. Thế nhưng khi nhắc đến Diễm Hương thì gần như ai cũng biết. Và Ngô Hoàng Diệu Hương chính là tên thật của nữ diễn viên Diễm Hương. Đây là ngọc nữ một thời của nền điện ảnh Việt Nam trong những thập niên 90. Diễm Hương sinh năm 1970 tại Sài Gòn. Với gương mặt đậm chất điện ảnh, hiền dịu và cuốn hút, cô tham gia rất nhiều các bộ phim như Phạm Công Cúc Hoa, Nước Mắt Học Trò, Những Nẻo Đường Phù Sa. Diễm Hương đẹp và được yêu mến đến nỗi trong mỗi gia đình thời đó thường có bộ lịch treo tường hình ảnh của cô. Nhưng điều tiếc nuối nhất có lẽ là cô đột ngột rời khỏi showbiz một cách bí ẩn và kết hôn, sau đó sang Malaysia rồi qua Mỹ cùng với gia đình. Mãi cho đến năm 2007, cô xuất hiện một lần duy nhất trong chương trình mini game trên truyền hình. Hiện tại Diễm Hương có một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng hơn mình 18 tuổi và 4 người con, 3 trai, 1 gái.